Xin chào tất cả các bạn, mình là Tường, mình ở cửa hàng Hoa Tươi Tường An. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bón một bó hoa đơn giản tặng cho dịp hội thảo. Nguyên liệu của chúng ta cần có lá đinh lăng, hoa thạch thảo trắng, hoa hướng dương, giấy không có chữ, hay còn gọi là giấy ráp, vải vân long, lụa vân long, sáp, xiên que, kéo và đế băng keo. Để bắt đầu thực hiện bó hoa này, đầu tiên về phần hoa hướng dương sẽ có những hoa dáng hoa rất là xấu như thế này. Chúng ta sẽ cân chỉnh lại dáng hoa bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng xiên que. Chúng ta sẽ xiên vào phần cuốn hoa như thế này. Sau đó các bạn sử dụng phần sáp xanh quấn để che cái phần xiên que lại. Trong những buổi hội thảo trao tặng giấy khen thưởng cho nhân viên thì không thể nào thiếu được những bó hoa. Chúng ta sẽ làm những bó hoa đơn giản như thế này để trao tặng cho những người mà mình thương yêu. Rất là đơn giản, các bạn sẽ không có phải tốn nhiều công, quá nhiều công sức đâu. Sau khi chúng ta đã quấn cái phần sáp xanh này, cái phần hoa của chúng ta sẽ trở nên cứng cáp hơn. Các bạn sẽ không lo cái phần hoa nó ổng ẹo, nó gục qua gục lại nữa. Khi các bạn muốn sáp thì các bạn cũng nên lựa chọn ra. Mình sẽ phân đều ra cái hoa nào là hoa nhỏ nhất, hoa nào là hoa trung và hoa nào là hoa lớn. Đây, ở đây mình có 3 bông. Thì hai bông này theo mình là hai bông nhỏ nhất, còn bông này là bông to nhất. Cái hoa đầu tiên mình sẽ chọn cái hoa nó có cái dáng cúi xuống như thế này. Sau đó mình sẽ sử dụng phần lá đinh lăng, lót sơ một lớp. Phủ sơ một lớp lá. Sau đó mình sẽ cho một ít hoa thạch thảo trắng điểm lên. Nếu như cái nhánh thạch thảo quá bự thì các bạn sẽ tước nhỏ nó ra để mình sử dụng. Sau đó là cái cây có kích thước bông nhỏ thứ hai. Lúc này mình sẽ cho một phần lá nữa. Tại sao lại chúng ta lại cho thêm một cái phần lá vào cái giai đoạn này? Nhằm mục đích là giúp cho cái bông thứ ba của chúng ta nó được nảy lên. Cái phần hoa nó sẽ nhìn nhau bồng bềnh và nó đẹp mắt hơn. Sau đó chúng ta sẽ cho một phần hoa điểm để kết thúc bó hoa. Rồi, vậy là mình vừa hoàn thiện xong phần bó hoa. Chúng ta sẽ sử dụng một lớp giấy lụa để bọc phía bên dưới của bó hoa.
phần giấy ráp các bạn mua về chúng ta sẽ cắt làm đôi. Lớp đầu tiên mình sẽ xếp nhẹ cái phần gốc ở phía bên dưới, các bạn không nên xếp kéo dài nó lên tới trên. Chúng ta để phần trên nó được bồng hơn và nó sẽ đẹp mắt hơn. Ở lớp giấy thứ hai, mình sẽ tạo cho cánh nơ ở bên trái và cánh nơ ở bên phải. Các bạn sẽ gấp đều nó lại và đặt cái bó hoa của chúng ta ở vị trí giữa. Sau đó các bạn sẽ dúng hai bên cánh nó lại như thế này. Và chúng ta bóp mạnh vào để cái phần giấy lúc này của chúng ta nó được bung ra. Lớp giấy thứ ba chúng ta sẽ thực hiện lại cái bước vừa rồi. Bước thứ tư, các bạn sẽ cắt làm đôi cái tờ mà mình đã vừa cắt ra làm hai vừa rồi á. Chúng ta sẽ tạo cánh nơ ở phía trước của bó hoa. Một tờ mình sẽ lên trên và một tờ mình sẽ xuống dưới. Chúng ta sẽ tạo cho các kích thước của nó không bằng nhau như thế này. Tiếp theo, để chúng ta che cái phần bông gòn chúng ta vừa bọc, chúng ta sẽ gấp cái phần gốc lại. Chúng ta sẽ che phần đế nó đi. Các bạn sẽ bóp nhỏ cái phần gốc của mình lại như thế này. Vậy là phần bông gòn chúng ta đã được che rất là kỹ rồi. Lúc này mình sẽ làm bước cuối cùng, đó là mình tạo độ dài cho chân bó hoa. Mình sẽ gấp hai bên lại như thế này. Và tạo độ dài cho bó hoa. Sau đó các bạn sẽ cột nơ. Vậy là mình vừa hoàn thiện xong phần bó hoa đơn giản để tặng trong dịp hội thảo. Rất đơn giản đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.